Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 năm học 2019. Chương trình khối 10. Thì ở video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 La Mã là phần ngữ pháp và cấu trúc câu. Ở video này chúng ta sẽ làm phần 2 La Mã là phần cụm động từ và giới từ. Đây là dạng bài tập đòi hỏi chúng ta phải ghi nhớ cái cụm động từ, giới từ và nghĩa của nó các bạn. Và hầu như là chúng ta không có đoán được. Câu số 11, cô ấy thì rất là cảm kích tất cả những cái hỗ trợ mà cô ấy có từ bạn bè của cô ấy. Thì chúng ta có cái từ appreciate các bạn là động từ. Nếu là động từ hoặc là danh từ thì các bạn dùng chữ of với chữ for này. Còn trong trường hợp này là tính từ các bạn. Thì các bạn chỉ có thể dùng chữ of. Bây giờ chúng ta hãy xem trong từ điển nha các bạn. Để các bạn thấy nó rõ hơn. Đầu tiên các bạn có từ appreciate. Rồi. Thì cái từ này các bạn sẽ sử dụng of hoặc for các bạn. Đây, of hoặc for. Động từ hoặc là danh từ, of hoặc for nha. Rồi. Nếu là tính từ. Rồi. Nếu là tính từ appreciative thì các bạn thấy đây là chữ of các bạn. Đây. Nếu tính từ thì sẽ đưa chữ of nha. Rồi. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu A là of các bạn. Các bạn lưu ý cách sử dụng của chữ này nha. Nó có sự khác nhau giữa động từ, tính từ, danh từ. Rồi. Câu số 12 này các bạn. Cái tiểu thuyết mới của cô ta is coming gì đó trong cái trang bìa sớm. Rồi. Thì trong câu số 12 này, người ta đang kiểm tra các bạn một cụm giới từ có nghĩa là release hoặc là xuất bản các bạn. Rồi, thì như đã nói các bạn là bắt buộc chúng ta phải nhớ, không thôi thì chúng ta sẽ không có thể làm được câu này, hoàn toàn không đoán được luôn các bạn. Các bạn có từ come nè, across, có nghĩa là tình cờ thấy vật nha. Còn tình cờ thấy người á, nó chính là bump into. Bump into các bạn. Rồi, bump into. Các bạn có cái từ come off à, là xảy ra như kế hoạch. Rồi. Các bạn có cái từ come about là bắt đầu xảy ra. Bây giờ các bạn hãy xem cái từ come out chúng ta cho các bạn. Nếu không biết thì chắc chắn là các bạn phải tra từ điển ha. Còn nếu không thôi thì sẽ khó nha. Đây. Các bạn thấy đây là publish à? Ở đây là publish. Nếu một cái quyển sách, một cái đĩa, phim vân vân come out. Nó trở nên phổ biến cho mọi người để mua. Có sẵn cho mọi người để mua. Rồi khi nào cái album come out. Rồi có nghĩa là xuất bản các bạn. Ngoài việc là các bạn nhớ cái từ xuất bản là come out thì các bạn nhớ là come across, tình cờ thấy vật, bump into, tình cờ thấy người, come off, xảy ra như kế hoạch, và come about, là bắt đầu xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 13. Bởi vì bạn đến trễ, bạn phải gì đó cái thời gian mà bạn đã mất. Rồi, người ta cho các bạn là make, do, do, make. Rồi, khác biệt là to, to, for, for. Rồi, ý người ta nói á, vì bạn đến trễ bạn phải gì đó thời gian mà bạn mất. Có nghĩa là bù các bạn. Bù cho. Rồi. Bù cho là chữ gì? Đầu tiên là các bạn sẽ có cái từ là make up to các bạn. Make up to có nghĩa là nịnh nha. Là nịnh. Nịnh nọt các bạn. Đây là nịnh. Rồi. Chữ này hành vô. Các bạn có do up ha, nhưng mà các bạn không có chữ to. Các bạn ở đây
do up rồi, cũng không có chữ for. Ở đây các bạn có từ make up for thì nó có nghĩa là compensate nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy check thêm từ điển ha. Make for, đây các bạn, đây nghĩa của nó là compensate là bồi thường các bạn. Rồi make up for là bồi thường. Vì vậy trong câu số 13 các bạn chọn câu D nha, là bồi thường. Rồi, bởi vì bạn đến trễ bạn sẽ bồi thường thời gian mà bạn mất. Còn đây là nịnh nha các bạn, make up to là nịnh. Còn các bạn sẽ xem chữ từ do up ha, coi nó có đi với giới từ nào phía sau không. Thì do up nó có rất là nhiều các bạn, repair sửa chữa hoặc là gói nè, hoặc là làm nhanh trở nên nhanh hơn. Rồi tuy nhiên các bạn thấy là nó không có giới từ này nha các bạn, không có cái to này đây. Rồi make up for là bồi thường. Câu số 14 các bạn, Mary thì jealous. Jealous có nghĩa là ghen tị chị của cô ấy, bởi vì chị của mình thì phổ biến hơn. Các bạn thông thường á, các chữ này mà các bạn không biết từ jealous à, các bạn có thể, nếu mà các bạn biết từ jealous á, thì các bạn dịch nghĩa từ with ha, bạn sẽ dịch là ghen tị với. Rồi ở đây chúng ta xem có phải là ghen tị với không nha các bạn. Rồi các bạn không thấy chữ chữ with đâu hết, mà ở đây người ta in đỏ các bạn à, in đậm các bạn chữ up mà. Vì vậy trong câu này các bạn chọn câu B là off nha các bạn, ghen tị với. Câu số 15, cái váy của bạn cần cái gì đó, nó thì quá lớn. Rồi nếu các bạn dịch thế này các bạn hiểu là cần thu nhỏ lại ha, cần làm nhỏ lại. Các bạn ở đây các bạn có từ tag ha, tag đi với up có nghĩa là chúng ta gặp ở các đề thi chuyên Anh nhiều khác các bạn, sửa lỗi sai tùm lum hết, thì tag up là bắt đầu một cái sở thích, nó là một nghĩa thường xuyên được sử dụng nha các bạn. Tag up bắt đầu cái sở thích. Còn tag on có nghĩa là thuê hoặc là thi đấu cạnh tranh. Take over nghĩa là đảm nhận nha các bạn, gánh vác trọng trách. Rồi còn take in là làm nhỏ lại. Rồi các bạn chọn câu D. Trong quá trình các bạn tự học, các bạn thi thì các bạn sẽ sử dụng từ điển rất là nhiều nha các bạn. Các bạn cứ tra từ điển nó có hết trong đây, quan trọng làm xuyên thôi các bạn. Ở đây thì tra rồi nên là tra rất là nhanh các bạn thấy, nhưng mà chúng ta phải tìm các bạn. Đây các bạn thấy nè, take something in clothes các bạn, quần áo nè, make a bit narrower các bạn nè, hẹp hơn, đây làm hẹp hơn, narrower đổi vị trí có một vài cái chỗ nó nối với nhau, rồi chính là take in. Câu số 15 các bạn chọn take in. Câu số 16, can you make the meaning of this passage? Bạn có thể làm cái gì đó nghĩa của đoạn văn này không? Ở đây mình dịch làm là mình tạm dịch nha các bạn, nó sẽ đi với một cái động từ này, nó sẽ ra một cái nghĩa khác, có nghĩa là bạn có thể gì đó nghĩa của đoạn văn này không? Thì ở đây các bạn có cái chữ là make for các bạn, make for có nghĩa là dẫn đến, đó chính là result in. Rồi các bạn có cái từ make up là bịa nha, bịa các bạn, bịa hoặc là phát minh ra một câu chuyện, phát minh ở đây có nghĩa là bịa lời nói dối ha. Còn câu D, make into là change something into something, đổi cái gì đó thành gì đó. Thì chúng ta có make out có nghĩa là understand. Rồi bắt buộc các bạn học thuộc ha, thì mới làm tốt được cái phần này các bạn. Chúng ta không có suy luận được, bạn có thể hiểu cái nghĩa của đoạn văn này không.
Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 17 các bạn. Anh ta là một cái người đàn ông. Anh ta là một cái người đàn ông hot, có nghĩa là cứng rắn hoặc là cực khổ. Từ từ ha, từ từ chúng ta sẽ biết. Bởi vì ông ấy luôn luôn chuyển từ một cái vị trí này sang một cái vị trí khác. Ông ấy thay đổi từ một cái, ý đấy là một cái quan điểm này, tới một cái chỗ khác. Rồi, di chuyển ha. Rồi, trong trường hợp này chúng ta dịch từ này là di chuyển các bạn. Từ một cái vị trí này tới một vị trí khác. Thì chữ H này, chúng ta tạm dịch ông ấy là cái người đàn ông vất vả ha. Rồi, người ông vất vả. Có nghĩa là rầy đây mai nó các bạn. Rầy đây mai đó. Rồi, ông ấy là một người đàn ông gì đó để. Bởi vì ông ta luôn luôn chuyện từ nơi này đến nơi kia. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có bốn chữ ha. Đầu tiên á là pin in, có nghĩa là ngừng di chuyển nha, ngừng di chuyển chữ này. Các bạn có log in, rồi log in có nghĩa là mình tận dụng cơ hội để mua hàng giảm giá là chữ này. Narrow down là thu hẹp lại. Còn nail down là understand. Nó chính là hiểu các bạn. Nó chính là understand. Ông ấy là một đàn ông rất là khó để mà hiểu. Bởi vì ông ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thì chúng ta thấy rằng cái từ nail down là hợp nghĩa trong cái vị trí này. Vậy vậy câu số 17 các bạn chọn câu D nha. Rồi. Nghĩa là understand đó các bạn. Còn pin in là ngừng di chuyển, tận dụng cơ hội mua hàng giảm giá, thu hẹp phạm vi. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 18 các bạn. Đừng có put cái gì đó. Đừng có bị các bạn, đừng có bị cái gì đó. Đừng có bị cái gì đó bởi cái hành vi của anh ta. Anh ta luôn luôn hành động như cách đó. Rồi, đừng có bị gì đó bởi hành vi của anh ta. Các bạn có put on một cái nghĩa thông thường chúng ta hay sử dụng ha. Put on là mặc vào, đổi vào quần áo các bạn. Put away, bỏ đi chỗ khác nè. Put off là cancel các bạn. Put down đặt xuống. Thì chúng ta có cái thành ngữ các bạn, đừng có để chuyện ngày hôm nay. Đừng để chuyện này ngày hôm nay cho chuyện ngày cho mai làm á. Thì chúng ta có cái thành ngữ là don't put off things you can do today for tomorrow. Thì cái từ put off trong trường hợp này nghĩa là bạn đừng có bị trì hoãn, đừng có bị kìm lại bởi cái hành vi của anh ta. Anh ta luôn hành động như thế đó. Rồi, put off với các bạn. Câu số 19, his proposal là cái lời đề nghị của anh ta, cái lời đề xuất của anh ta hoặc là cái lời cầu hôn của anh ta gặp cái gì đó. Cái gì đó ha. Cái phản đối tổng cộng nè của ủy ban, phản đối toàn thể của ủy ban luôn. Rồi cái lời đề nghị của anh ta. Mét gì đó. Cái lời phản đối của anh ta cái gì đó. Phản đối toàn thể của ủy ban. Thì câu số 19 này các bạn có bốn giới từ. Ở đây là các bạn có từ about nè, by nè, for nè, with nè, ha. Rồi, ở đây là chữ meet. Rồi, bây giờ các bạn tra từ điển nha. Chúng ta sẽ coi từ mít này nó đi với giới từ gì và xem nghĩa của nó là gì. Thì các bạn thấy ở đây các bạn nè. Đây, mít quýt something nè. Đây. Để trải qua một cái gì đó. Thông thường rất là khó chịu. Rồi. Để gây ra một cái hành động hoặc một cái kết quả đặc biệt.
Vào thời điểm đó, cái quyết định này được gây ra bởi cái này. Tôi tin rằng những cái sắp xếp này thì gặp phải cái sự cho phép, cái sự duyệt của các bạn. Thì trong trường hợp này, các bạn chọn từ map, từ mid ha, with. Cái lời đề xuất của anh ta gặp phải các bạn sự phản đối toàn bộ từ ủy ban. Rồi, chúng ta có từ mid, with là gặp phải nè. Hoặc là gây ra cái điều gì đó, gây ra cái sự phản đối toàn thể từ ủy ban. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 20. Bạn nên stand các bạn gì đó nè. Đứa em trai của bạn nè, khi những người khác tease là chọc ghẹo á. Rồi, bạn nên cái gì đó, đứa em trai của bạn khi những người khác chọc ghẹo, thì chúng ta có thể đoán được nghĩa câu này á là phải là bảo vệ ha. Rồi, phải là bảo vệ. Các bạn có stand over with nè, là đứng gần. Rồi. Các bạn có stand by ha, còn chữ for này thì nó không bắt buộc phải đi. Rồi, stand by có nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng các bạn. Và dừng lại, stand by nghĩa là chúng ta tạm dừng lại gì đó. Rồi, các bạn có stand about là đứng nhìn. Các bạn có stand up for là bảo vệ nha. Vì vậy, trong câu này các bạn chọn câu D là stand up for. Các bạn có thể tra từ điển để nắm nghĩa thêm, để defend các bạn, defend hoặc support nè, ý tưởng của chúng ta. Chúng ta đã xong 10 câu phần cụm động từ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng ta nha các bạn. Bởi vì kênh của chúng ta rất là đặc biệt, chỉ có một số bạn theo dõi thôi. Vì vậy rất cần sự ủng hộ của các bạn, cho nó đông đủ chút xíu cho nó vui. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.